Anh chị em đã sẵn sàng lắng nghe lời Chúa ở trong buổi sáng hôm nay chưa? Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có được phước trong suốt thì giờ vừa qua hay không? Cảm ơn Chúa. Tôi ước ao rằng hội thánh của chúng ta luôn luôn nhận được phước hạnh từ nơi Chúa như vậy. Và mong đợi là mỗi buổi nhóm của chúng ta giống như là một cuộc hẹn tốt lành giữa chúng ta với Chúa và với nhau. Một cái cuộc hẹn mà lòng chúng ta luôn khấp khởi, vui mừng, háo hức chờ đợi để bước vào, chứ không phải là miễn cưỡng để bước vào. Amen không chị em? Giống như kiểu mà cái thời chúng ta còn yêu đương bạn trai, bạn gái, là chúng ta luôn luôn rất là hồi hộp, háo hức chờ đợi đến cái giờ hẹn với người yêu đó. Nếu mà có ai đó nhớ lại những giây phút đó thì hãy cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, con ước ao rằng con có được cái tâm trạng tốt lành đó khi mà con bước vào trong cuộc hẹn với Ngài, và thậm chí hơn như thế được. Amen con chị em. Và điều đó sẽ làm cho Chúa vui, Chúa sẽ ban phước cho đời sống của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúng ta cùng mở Kinh Thánh lại ở trong phần mà nãy chúng ta đã đọc đối đáp. Châm ngôn 31 câu 30: Viên là giả dối, sắc là hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Chúng ta cùng nhau đọc nào. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Amen. Một câu Kinh Thánh vô cùng quen thuộc, và thường mỗi ngày 8 tháng 3 thì chúng ta thấy có nhiều người sẽ trích dẫn câu Kinh Thánh này để đăng ở trên mạng xã hội. Nhưng tôi tự hỏi là có bao nhiêu người đã thật sự suy gẫm về câu Kinh Thánh này để thấy được cái ý nghĩa tuyệt vời của nó. Tôi rất ước ao rằng tôi và anh chị em, mỗi khi chúng ta đọc lời của Chúa thì chúng ta không phải đọc một cách qua loa, đọc lấy lệ như một thói quen của tôn giáo, nhưng mà chúng ta sẽ đọc với sự suy gẫm nghiêm túc, mục đích là để chúng ta thật sự hiểu lời của Chúa muốn nói gì, để chúng ta thật sự hiểu ý muốn của Chúa ở trong đời sống của chúng ta thông qua lời của Chúa, để chúng ta có cơ hội làm theo và được phước. Amen con chị em. Hôm nay là ngày mà chúng ta chúc mừng, chúng ta khích lệ chị em phụ nữ ở trong hội thánh nói riêng, hội thánh của chúng ta nói riêng, và các chị em phụ nữ trên toàn Cơ Đốc giới nói chung. Và tôi rất là ước ao ngày hôm nay sẽ là ngày đặc biệt mà các chị em phụ nữ được ban phước. Sứ điệp hôm nay đặc biệt dành cho các chị em phụ nữ, nhưng điều đó không có nghĩa là những người nam lắng nghe sẽ không được ích lợi gì. Tôi tin rằng lời của Chúa dành cho những người nữ nhưng cũng dành cho những người nam luôn có một cái giá trị, một ích lợi nhất định gì đó khi chúng ta lắng nghe, chúng ta suy gẫm về lời của Chúa để hiểu, để tin và làm theo. Amen con mọi người. Cảm ơn Chúa. Duyên là giả dối, sắc là hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Đề tài của tôi ngày hôm nay đó là: điều gì làm nên giá trị thật của một người nữ? Tôi nhắc lại, đề tài của chúng ta trong ngày hôm nay đó là: điều gì làm nên giá trị thật của một người nữ? Tôi quan sát cuộc sống thực tế và tôi thấy rằng đa số phụ nữ ngày hôm nay, và đặc biệt là những người phụ nữ ở bên ngoài thế gian kia, họ có những cái quan niệm khác nhau về giá trị thật sự của một người nữ. Người ta chú trọng đến vẻ bề ngoài rất là nhiều, phải không? Người ta chú trọng đến vẻ bề ngoài rất là nhiều. Đó là lý do vì sao mà ngày hôm nay các tiệm tóc của phụ nữ thường rất là đông, đặc biệt là những tiệm mà làm đẹp á, tay nghề cao làm đẹp, nhuộm tóc màu nâu, màu đỏ, thậm chí màu khói gì đó, rồi hai lai, ba lai gì đó, thì tôi thấy rằng những cái tiệm đó rất là đẹp. Và tôi biết có một số quý bà, có một số quý cô,
mà cứ vài tuần thì lại thay đổi một kiểu tóc khác nhau. Hoặc là ở bên Mỹ thì cái nghề làm nail là một cái nghề rất là phổ biến. Người Việt của chúng ta từ Việt Nam sang Mỹ thì trong số những người đó có rất là nhiều người làm nghề nail. Có người thì đi làm cho tiệm của người khác, có người thì mở tiệm nail. Và tóm lại thì người Việt ở bên Mỹ kiếm được rất nhiều tiền nhờ cái nghề nail. Tại vì rất là nhiều người nữ ở bên đó họ thích làm nail. Và tôi được biết là có những người mà thậm chí là cứ một tuần thì họ sẽ thay đổi một cái bộ móng khác nhau. Họ thay đổi và tôi nhìn thấy có những cái bộ móng ngắn, rồi có những bộ móng dài, rồi móng giả, rồi tùm lum tà la, nhìn rất là phức tạp. Rồi quần áo, chúng ta thấy rằng thời trang cứ thay đổi liên tục. Thay đổi từ kiểu này, từ mốt này, kiểu kia, mốt kia. Rồi người ta vẫn chưa thỏa mãn. Ngày hôm nay thẩm mỹ viện phát triển rất là mạnh và ngày càng mọc lên nhiều thẩm mỹ viện. Nào là xăm môi, rồi xăm mày, rồi xăm cái gì tùm lum hết. Tôi không có thể nào liệt kê hết. Có nhiều cái tôi không biết gọi là cái gì nữa. Rồi gọt cầm gì tùm lum hết, cầm vi lai, rồi sửa mắt, cắt mắt, làm đủ thứ. Rồi thậm chí có nhiều người họ nói là đập ra làm lại gì đó. Tức là nguyên cái gương mặt đó không có cái gì là tự nhiên hết, nhưng mà tất cả đều là nhân tạo hết. Mặt toàn là silicone không à, hoặc là những cái hóa chất gì đó. Là như vậy đó. Nhiều lắm mà mình không thể nào kể hết được. Tóm lại một điều là đa số phụ nữ ngày hôm nay họ rất chú trọng về hình thức. Và thậm chí có nhiều người tôi không hiểu tại sao. Tôi thấy lúc ban đầu họ có một gương mặt đơn sơ, một gương mặt hồn nhiên trong sáng. Nó đẹp một cách tự nhiên. Thật sự nó đẹp một cách tự nhiên. Và tôi nghĩ rằng những người đàn ông rất thích những vẻ đẹp tự nhiên. Nhưng không hiểu vì sao một thời gian tôi nhìn thấy những người đó trở lại và cái gương mặt của họ không còn như vậy nữa. Thay vào đó là một cái mũi có vẻ cao hơn, cặp mắt có vẻ to hơn, và một làn môi theo người ta nói là nó gợi cảm hơn, nó veo veo lên đó. Nó veo veo. Tôi không hiểu cái định nghĩa người ta về sự gợi cảm thế nào, mà nhiều cái môi nó dẫu dẫu, nó veo veo lên thì người ta gọi là gợi cảm. Và tôi không còn tìm thấy cái nét đẹp ở người phụ nữ đó nữa. Nhưng mà tôi thấy cái người phụ nữ nó cứ veo veo lên, giống như là tôi bây giờ đẹp hơn nhiều lắm vậy nha. Mọi người hãy nhìn tôi nè. Và cũng có nhiều người cũng có hùa vô đó, đẹp quá, lúc này thấy rực rỡ hẳn ra nha, lúc này thấy đẹp rạng người mà không chói lóa gì đó. Nhưng mà tôi thật sự thấy không có đẹp. Người ta chú trọng quá nhiều về hình thức. Và người ta nghĩ rằng cái hình thức đó đem lại cho họ một cái giá trị thật. Họ nghĩ rằng, những người nữ đó nghĩ rằng khi mà họ thay đổi cái hình thức theo cách đó thì những người nam sẽ tôn trọng họ hơn, họ sẽ có giá trị hơn trong mắt của những người nam và thậm chí của cả những người nữ nữa. Tôi không biết rằng cái suy nghĩ đó theo anh chị em nó có ổn hay không. Có thật sự là khi người ta thay hình đổi dạng, người ta trang điểm quá nhiều, trang điểm lòe loẹt và bắt đầu thay móng thường xuyên, thay kiểu tóc thường xuyên, rồi thay màu tóc thường xuyên, và thậm chí nhiều khi thay cả da nữa, thì nó làm nên cái giá trị cuộc đời họ không? Tôi biết có một số người mà họ đi nhuộm da, tức là những người nữ đang có một nước da trắng, và đến một lúc nào đó họ cho rằng cái thời trang bây giờ là da nâu, và họ đi nhuộm da nâu. Tôi cũng không biết cái quy trình để biến da trắng thành da nâu như thế nào, tôi không có chuyên nghiệp ở trong cái vấn đề đó. Nhưng mà rõ ràng có những người nữ trước đây họ có một làn da tự nhiên là da trắng, nhưng sau một thời gian thì họ đã nhuộm thành da nâu. Và cũng có một số người da ngăm ngăm đen thì bằng cách nào đó họ đi tắm trắng, rồi một thời gian sau họ trắng, và thậm chí trắng như là bạc tạng vậy đó. Thật sự luôn. Và tôi nghĩ là chắc toàn hóa chất Trung Quốc không, nó mới tẩy ra cỡ đó. Thậm chí tôi thấy mấy cái cơ sở chỗ spa nó quảng cáo coi như là tắm trắng hiệu quả, thì thậm chí là một lần thôi nó lên được mấy tông gì đó, rồi bao nhiêu lần sẽ rất là trắng, từ đen đổi sang trắng vân vân. Tôi không biết là cuối cùng họ có trở nên giá trị hơn ở trong mắt của chồng họ không.
không biết là cuối cùng họ có trở nên giá trị hơn trong mắt của những người nam trong xã hội hay là thậm chí những người nữ khác không. Nhưng mà tôi được biết những câu chuyện dở khóc dở cười. Tôi được biết những câu chuyện dở khóc dở cười mà một trong những câu chuyện mà hình như tôi nhớ tôi đã từng kể với anh chị em rằng tôi đi ở trên một cái bến xe buýt ở tại California và tôi tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ mà cái mặt cô ta như một con quái vật. Rất là ghê tởm, có nghĩa là nó nhầy nhụa rồi nó sụp, nó sệ, nó bị gãy đổ, nó tan nát, nó hoang tàn á. Tôi thấy ghê quá. Tôi nhìn cái người phụ nữ đó và tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên tại sao có một người phụ nữ nhìn cái mặt ghê vậy. Thì cái người nam đi bên cạnh tôi lúc bấy giờ mới thấy tôi như vậy thì mới giải thích. Nói rằng mục sư có biết tại sao mà người phụ nữ đó có gương mặt vậy không? Tôi nói tại sao vậy? Tại vì đó là một trong những người mà đập ra làm lại, đập hết làm lại á, tức là bà ta đi thẩm mỹ viện và làm lại tất cả mọi thứ trên gương mặt của mình. Và đến một lúc nào đó, tôi không biết là hết hạn sử dụng hay là như thế nào đó, tới một cái thời điểm nào đó thì tất cả mọi thứ đó nó không còn đẹp như là lúc mới làm nữa. Và nó chảy xệ xuống và thậm chí là có những cái vùng da nó lở loét ra nhìn rất là ghê mà nó không còn ra người ngợm gì cả. Thật sự là như vậy. Rồi có những người mà đi sửa mũi thì cứ có vẻ mặt cứ vênh vênh váo váo rồi có một cái tranh chấp gì đó rồi bắt đầu đụng vô cái lỗ mũi nó méo hoàn bên. Tôi đã từng chứng kiến những cái mũi giả mà nó bị méo hoàn bên. Rồi có những người thì cố có cái hàm răng thật nó cũng đâu đến nỗi tồi tệ đâu mà cứ chạy theo thời trang rồi đi làm răng giả, răng sứ, những cái răng gì đó mà nó tỏ vẻ sang trọng, cười lên cái nó lấp lóa, nó chiếu, nó sáng như ánh mặt trời á, nó làm cho người ta thấy là giống như kiểu mà mình rất là chói sáng. Nhưng mà tôi thấy là cuối cùng thì họ rất là khổ sở vì cái hàm răng đó. Tôi không biết cuối cùng cái giá trị họ có được nâng lên cuộc sống không, nhưng mà thấy họ rất là khổ sở, tiền mất tật mang, nhiều vấn đề khác. Và phụ nữ thời nay ở bên ngoài kia và kể cả một số người nữ trong Cơ Đốc giới nữa chứ không phải chỉ bên ngoài kia, tôi thấy rằng ngoài cái việc chú trọng đến hình thức để làm nên cái giá trị của mình thì họ bắt đầu chú ý đến quyền lực, họ bắt đầu chú ý đến tiền bạc, sự giàu có vật chất. Gần đây nếu như anh chị em theo dõi tin tức thì có một vụ đại án với một cái tên mà chỉ có những người không theo dõi tin tức mới không biết thôi. Trương Mỹ Lan. Mọi người có nghe không? Có xem không? Rõ ràng là ngày nào tin tức cũng đưa về cái vụ đại án này. Trương Mỹ Lan, cái bà này đã từng là đại gia khét tiếng một thời và quyền lực rất là lớn ở trong tay, chi phối rất là nhiều con người. Thậm chí dưới tay bà là rất nhiều người đàn ông quyền lực, chi phối đủ thứ hết. Và cái vụ án này người ta thống kê đó là cái số tiền phạm tội á, số tiền mà gọi là họ có được nhờ những cái hoạt động phạm pháp á, nó lên tới hàng triệu tỷ, khủng khiếp chưa? Không phải là hàng ngàn tỷ, cũng không phải là hàng chục ngàn tỷ, cũng không phải là hàng trăm ngàn tỷ, mà là hàng triệu tỷ. Chỉ riêng số tiền mà gọi là phạm tội ở trong ngân hàng SCB không, đã lên mấy trăm ngàn tỷ rồi. Mấy trăm ngàn tỷ rồi. Và tổng số tiền là hàng triệu tỷ. Cuối cùng thì như thế nào? Bà ta đang bị xét xử và tôi không biết là hôm nay đã có một cái bản án chính thức chưa. Nhưng mà người ta đề nghị đưa bà ta vào trong danh sách của những người bị kết án tử hình. Một thời lừng lẫy, cảm thấy rất là tự hào có thể dùng tiền bạc, quyền lực của mình. Và lúc đó bà ta rất sang trọng, nhìn dáng vẻ rất sang trọng. Khi mà cái hình lên báo rồi cái hình đưa ra trước thông tin đại chúng, mọi người nhìn thấy một người phụ nữ đẹp đẽ và sang trọng. Nhưng khi bà ta bị công an bắt thì lại có một hình ảnh nó khác hoàn toàn, nhìn giống như là mấy cái người mà đi bán lề đường vậy. Nhìn nó bèo lắm, mình phải dùng cái từ vậy, nhìn rất bèo. Rồi một số nhân vật khác nữa, nhìn hai cái hình ảnh nó khác nhau nhiều quá. Cái ngày mà còn thênh thang tiền bạc nhiều, quyền lực trong tay này nọ, có cái tiếng nói trong cộng đồng á, cái ngày mà họ đầy dậy sự tự hào chứ ai đụng đến họ đó,
thì ngày đó nhìn ôi sao mà nó đẹp đẽ, nó sang trọng, nhìn cái bề ngoài nhiều người cũng muốn có được như vậy. Nhưng bây giờ khi công an bắt rồi, ở tù rồi, bắt đầu dẫn đi thì quần áo sọc sệ, tóc thì nó bù xù, mà nhìn cái mặt nó kỳ cục ngộ lắm. Tôi suy nghĩ rất là nhiều. Nhiều người nữ ngày hôm nay cũng muốn giống như Trương Mỹ Lan, cũng tìm đủ mọi cách để mình có thể trở nên giàu có và nắm quyền lực trong tay. Tại sao? Vì họ nghĩ rằng tất cả những điều đó làm nên giá trị thật của họ. Họ muốn mọi người phải cúi đầu trước họ, họ muốn kể cả ông chồng của họ cũng phải cúi đầu trước họ. Họ thậm chí muốn cha của mình cũng phải cúi đầu trước mình nữa. Và đương nhiên, họ muốn tất cả những người đàn ông trong xã hội phải trầm trồ khen ngợi họ. Và kể cả những người nữ, những người cùng giới với họ cũng trầm trồ khen ngợi nó. Ồ, chị được phước ha. Ồ, chị giỏi giang ha. Ồ, chị đẹp. Ồ, chị giỏi. Ồ, chị tài. Nhưng kết cục là gì? Thế đấy, tù tội, thậm chí bị kết án tử hình, thân bại danh liệt, gia đình tan nát. Nhiều đại gia, nhiều người tổng giám đốc này nọ đủ thứ, vợ của tỷ phú hay bản thân mình là tỷ phú đủ thứ, họ đều nghĩ rằng họ là những người nữ cực kỳ có giá trị ở trong mắt người khác. Họ đều nghĩ rằng họ là những người nữ cực kỳ có giá trị trong cái xã hội này. Và tôi biết rằng những người nữ đó ở trong gia đình đó, họ không bao giờ thuận phục chồng, thậm chí họ rất coi thường chồng của mình. Và chắc chắn với mọi người một điều, ở trong một cái gia đình, khi một người nữ mà không có sự thuận phục chồng, mà tôi muốn mở ngoặc nói đây, cái người chồng đó không phải là người chồng tệ bạc, không phải là người chồng giống như Chí Phèo sáng xỉn chiều say, vô trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội, không phải là một cái người chồng đầu trộm đuôi cướp, không phải là một người chồng không có nhân cách. Tôi đang nói đến cái thái độ không thuận phục của những người nữ đối với những người chồng tốt, những người chồng mà đáng được tôn trọng. Nhưng mà có nhiều người phụ nữ đã không thuận phục chồng của mình, không tôn trọng chồng của mình, luôn luôn muốn khẳng định bản thân, luôn luôn muốn chứng tỏ bản thân, muốn chứng tỏ trước mặt chồng, trước mặt con cái, trước mặt hàng xóm, trước mặt bà con hai họ, trước mặt tất cả những người trong các mối quan hệ của họ. Họ nghĩ rằng điều đó là khôn ngoan, họ nghĩ rằng điều đó làm nên giá trị thật của họ, nhưng họ hoàn toàn sai lầm. Tôi xin thưa với anh chị em rằng tất cả đều là ảo, là ảo. Một gia đình mà có một người nữ như vậy thì tuyệt đối không bao giờ hạnh phúc. Sẽ không ai nói anh em với tôi đâu. Đặc biệt là những người nữ ngu gì nói amen với ông. À, khi mà tôi giảng về người nữ Việt Nam thì luôn luôn có những cái điều khiến cho chúng ta lúc thì vui cười, lúc thì khóc. Cái cảm xúc nó bắt đầu thay đổi sành sạch đó. Lúc thì chúng ta thấy nữ giới sẽ cười tê tê, lúc thì mặt sẽ sụi xuống, lúc thì nam giới sẽ cười tê tê, lúc thì mặt sẽ sụi xuống. Ok, tôi thách thức tất cả các anh chị em tôn trọng lời của Đức Chúa Trời. Và dù cho lời đó đang khiến chúng ta cảm thấy được khích lệ, hay là lời đó đang khiến chúng ta cảm thấy bị cáo trách, thì tôi mong rằng anh chị em sẽ tôn trọng lời đó và áp dụng vào trong đời sống của chúng ta, để chúng ta thật sự trở thành những con người có giá trị trước hết là trong mắt của Đức Chúa Trời. Ở đây có anh chị em, và sau đó mới là loài người. Lúc nào cũng vậy, trước hết phải là Đức Chúa Trời cả. Bởi vì ngay từ vòng đầu mà mình coi như là không hề có giá trị gì ở trong mắt của Đức Chúa Trời, thì cái chuyện mà mình có giá trị trong mắt con người là đồ bỏ, đúng không anh chị em?
Nếu mà người bên ngoài thì có thể họ không đồng ý điều này, nhưng mà là Cơ Đốc nhân chúng ta không thể không đồng ý với điều này, đúng không? Nếu như chúng ta không có một cái giá trị gì ở trong mắt của Đức Chúa Trời thì chúng ta đâu có bước vào trong thiên đàng được. Chúng ta đâu có thể nào kinh nghiệm được một đời sống phước hạnh. Trước hết chúng ta phải có giá trị ở trong mắt của Đức Chúa Trời cái đã. Amen con chị em. Và khi chúng ta có giá trị trong mắt của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có giá trị thật sự đúng đắn ở trong mắt của những con người mà hiểu biết về giá trị. Tôi nói cũng thành gì đó. Tôi nói là trong mắt của những con người hiểu biết về giá trị. Tại sao tôi nói vậy? Tại vì có những con người mà họ rất là ngược ngạo với một cái giá trị đúng. Tức là chẳng hạn tôi nói ví dụ thôi, đơn giản thôi. Chúng tôi là những người rao giảng lời Chúa một cách nghiêm túc, giảng những điều rất nghiêm túc để làm cho đời sống con người ta trở nên tốt đẹp hơn, trở nên có giá trị hơn. Thì thường những video của chúng tôi ít có ai quan tâm à, nếu anh chị em theo dõi anh chị em thấy ít có người quan tâm. Nếu mà có like thì cứ lượt like một ít ỏi thôi, rồi comment, rồi share gì đó, ít ỏi. Nhưng mà thử nhìn vào trong cái xã hội thực tế này mà xem, thử mà người ta viết những cái điều nhảm nhí, tục tiểu, vô bổ, những điều dâm dục là ôi nó vào ào ạt luôn. Like mà tôi nhìn tôi thấy phát sốt luôn á. Hàng triệu like rồi biết bao nhiêu người tranh thủ xe về rồi. Mấy cô gái chân dài gì đó, rồi ba cái chuyện showbiz nhảm nhí vớ vẩn, ba cái chuyện mà bẩn thỉu băng hoại tục tiểu, rồi những chuyện chửi bới nhau, rồi đấu đá với nhau mà đăng lên cái thôi bà con mình vào like, rồi xem tới xem lui, rồi comment ở trong đó, rồi chửi nhau gì tùm lum ở trong đó. Nó có vẻ rất là hào hứng, rất là sôi nổi. Anh chị em thấy không? Cho nên tôi mới nhấn mạnh là nó phải là cái sự đánh giá của những con người hiểu biết về giá trị thì nó mới có thể giá trị với chúng ta. Và đừng có để ý đến cái sự nhận xét, cái sự khen tặng của những kẻ mà không hiểu biết gì về giá trị, bởi vì nó vô ích lắm. Những cái kẻ đó họ chỉ thích những cái điều vô bổ, những điều xàm xí, những điều nhảm nhí mà thôi. Tôi ước ao rằng chúng ta cần phải điều chỉnh lại cái suy nghĩ của chúng ta về vấn đề giá trị. Khi mà nói đến giá trị thì chúng ta phải tự hỏi mình rằng giá trị ấy là giá trị trong mắt của ai, đúng không? Giá trị trong mắt của ai? Có giá trị trong mắt của Đức Chúa Trời không? Hoặc là nếu giữa vòng loài người thì nó có giá trị trong mắt của những người mà hiểu biết về giá trị không? Những người có đủ tư cách để thẩm định không? Hay nó là giá trị trong mắt của cái đám râu ria, cái đám lucifer? Nếu mà cuộc đời của chúng ta chỉ có giá trị trong cái mắt của cái đám nhiều chuyện, cái đám lucifer thì thôi rồi, lượm ơi, chả có gì để mà vui đâu, nên buồn thì hơn. Nhưng nếu cuộc đời của chúng ta bằng cách nào đó có thể trở nên giá trị thật sự trong mắt của Đức Chúa Trời thì đó là niềm vui lớn lao, thưa anh chị em. Amen con chị em. Vì khi chúng ta thật sự có giá trị trong mắt của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ cất nhắc chúng ta lên. Amen con chị em. Ngài cất nhắc chúng ta lên. Và khi Ngài đã quyết định cất nhắc chúng ta lên thì Ngài sẽ sử dụng những con người đúng nghĩa, những con người đúng đắn, những con người có phẩm chất tốt, những con người có sự đánh giá đúng đắn, những con người hiểu biết về giá trị. Ngài sử dụng những con người đó để có thể cất nhắc chúng ta lên ở giữa cuộc đời thực tế của chúng ta. Amen. Và chúng ta sẽ được bền vững ở trong những vị trí cao. Còn nếu mà chúng ta để cho những kẻ lusubu, những kẻ tào lao lan xê chúng ta lên thì thưa các chị em và cả các anh em nữa, đó là một điều đáng buồn, đó chỉ là ảo thôi. Chúng ta lên được một chút xíu, chúng ta phòng mũi được chút xíu, chúng ta nở mày nở mặt chút xíu, rồi cái ngày mai chúng ta bị ném xuống một cái vực, chúng ta thấy chính những kẻ đó họ dẫm đạp chúng ta dưới chân, hết giá trị lợi dụng. Mọi người hiểu điều đó chứ? Tôi thỉnh thoảng cũng để ý đến những cái tin tức diễn ra ở trong showbiz, và tôi thật sự thấy thương cảm cho những nữ ca sĩ, những nữ diễn viên, những người mà có nhan sắc ở trong showbiz. Tôi thấy họ tập trung quá nhiều về cái ngoại hình của họ. Từ cái gương mặt của họ cho đến thân thể của họ, họ trau chuốt, họ làm đủ thứ, thậm chí đập ra làm lại vân vân. Nhưng mà rồi cuối cùng cuộc đời của họ chẳng ra làm sao cả. Tôi không tìm thấy một giá trị đích thực nào trong cuộc đời của họ.
những người đó tôi tin chắc rằng cuối cùng họ chỉ kết thúc trong nỗi thất vọng ê chề và thậm chí là nhục nhã. Rất nhiều người thất tình ha, tại vì khi mà đẹp thì có nhiều chàng trai săn đón, nhưng mà rồi có người thì được săn đón trong vòng một tuần, có người thì được săn đón trong vòng một tháng, có người săn đón lâu hơn một năm, có người thì có thể nhiều năm hơn, nhưng mà cuối cùng thì họ kết thúc ở trong sự thất vọng ê chề và thậm chí bị người khác chà đạp, và kết thúc trong sự nhục nhã, thậm chí thân bại danh liệt và thậm chí là thân tàn ma dại. Tôi thật sự cảm thương cho những người nữ này và tôi ước gì lời của Chúa sẽ đến được với họ bằng một cách thuyết phục nào đó để họ thay đổi nhận thức của họ, để từ đó họ thay đổi cái cách nói, cái cách hành xử, cái lối sống của họ để cuộc đời của họ thật sự được nở hoa. Tôi để ý như thế này, hầu hết những người nữ khi bước ra khỏi một cuộc hôn nhân, nghe cho kỹ, hầu hết những người nữ khi bước ra khỏi một cuộc hôn nhân, có nghĩa là họ ly hôn đó, ly dị đó, hầu hết những người nữ khi bước ra khỏi một cuộc hôn nhân thì họ luôn tìm đủ mọi cách để khẳng định bản thân của mình. Và giống như cái kiểu là muốn nói với cái người nam trong hôn nhân của họ trước đây và với tất cả mọi người á, là đừng có coi thường tôi nha, con này không đơn giản như anh nghĩ đâu nha, con này không bèo như anh nghĩ đâu, con này có giá lắm mà, nó không có giá trong mắt anh thôi chứ nó có giá trong tất cả cặp mắt của những người đàn ông khác. Họ cố để tìm mọi cách để xây dựng cho mình một cái giá trị, nhưng mà đáng tiếc nó không phải là cái cách thức khôn ngoan. Hầu hết những người phụ nữ khi bước ra khỏi một cuộc hôn nhân thì mọi người đều nói là họ đẹp hơn trước, đúng không? Tôi nói đúng không? Những người phụ nữ sau ly dị thường đẹp lắm, đẹp hơn ở trong hôn nhân rất là nhiều, và họ bắt đầu làm đủ mọi cách để khẳng định bản thân mình, và họ bắt đầu tập trung vào làm giàu, họ bắt đầu kết nối, họ tìm đủ mọi mối quan hệ, họ kết nối với những người có quyền lực, những người có thân thế, những người mà có thể giúp đưa họ lên một cái đỉnh cao nào đó, càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt. Và tôi có thể tưởng tượng rằng họ muốn cái thời điểm mà họ bước lên đỉnh cao càng sớm càng tốt, thậm chí chỉ sau một đêm họ có thể đạt được điều đó, và thậm chí họ có thể hy sinh, họ có thể từ bỏ bất cứ cái điều gì có giá trị, có thể đánh đổi bất cứ một cái điều gì có giá trị để có thể bước lên đỉnh cao càng sớm càng tốt, để rồi họ có thể đến gặp cái người đàn ông ngày xưa đó, cái người trong cuộc hôn nhân đó, và họ nhìn với một cặp mắt ngạo nghễ và họ nói: anh thấy tôi giờ sao? Con này không còn như trước nữa, con này không còn như trước nữa, bây giờ anh là đồ bỏ mà thôi, bây giờ tôi mới thật sự là người có giá trị, tôi mới là người thật sự thành đạt. Tôi nói thật với anh chị em, khi tôi có thể hiểu biết lời của Đức Chúa Trời và có những cái kinh nghiệm sống quý báu, tôi nhìn vào những người phụ nữ đó, tôi không hề thấy một mảy may giá trị nào cả, mà tôi chỉ thấy họ đáng thương quá. Ngày xưa thì tôi nói là tội nghiệp, nhưng tôi đã loại bỏ từ đó rồi. Tôi nói rằng họ đáng thương, và tôi cầu nguyện rằng một ngày nào đó mắt tâm linh của họ mở ra và họ chợt nhận ra rằng mình đang sống ảo, mình đang phí thì giờ một cách vô ích. Để làm gì? Cuối cùng để làm gì? Chỉ để chứng minh cái giá trị của mình với một người đàn ông hay với một số đối tượng nào đó, nhưng mà thậm chí mình đã không sống với con người thật của mình. Mình sống mỗi một ngày mà mình không phải là mình. Và cuối cùng khi mình đạt được cái đỉnh cao gì đó thì mình có thật sự bình an không? Mình có thật sự hạnh phúc không? Hay là thậm chí tồi tệ hơn nữa là mình bị bắt vào trong tù và mình bị kết án tử hình? Tôi mong rằng không có một người nữ nào trong hội thánh của chúng ta một ngày kia phải đối diện với cái tình huống gì đó. Tôi ước ao rằng
chúng ta sẽ trở nên những người luôn luôn sẵn sàng lắng nghe lời của Đức Chúa Trời và làm theo, để chúng ta có cơ hội tìm được cái giá trị thật sự ở trong mắt của Đức Chúa Trời, và rồi sau đó là trong mắt của những người thật sự hiểu biết về giá trị. Amen không? Yeah. Lời Kinh Thánh nói rằng duyên là giả dối, sắc lại hư không. Những người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Duyên và sắc ở đây là những gì tượng trưng cho bên ngoài, cái ngoại hình của một người phụ nữ. Và thậm chí nếu chúng ta có thể nói cho nó rộng hơn chút xíu nữa, thì chúng ta có thể nói luôn là những cái gì thuộc về vật chất đời này, nếu chúng ta muốn nói rộng hơn. Nhiều người đã tìm kiếm, nhiều người đã cố khẳng định giá trị của mình bằng những cái duyên, cái sắc này, hoặc là những giá trị vật chất, nhưng mà họ đều đã thất bại ê chề, hoặc là họ sắp sửa thất bại ê chề. Những con người đó họ rất cô đơn. Mọi người có biết không, có những con người họ rất cô đơn. Họ cô đơn giữa lúc mà xung quanh họ có nhiều người đang ở bên cạnh họ, có nhiều người đang vây quanh họ, đang khen tặng họ, vân vân. Nhưng họ vẫn cô đơn, bởi vì tất cả chỉ là giả dối thôi. Là giả dối, là ảo. Nếu chúng ta khôn ngoan đủ thì chúng ta sẽ không cần những con người giả dối vây quanh chúng ta. Chúng ta cần những con người có tấm lòng chân thật trong mối quan hệ. Đúng không? Cái này mấy hôm tôi có nói chuyện với một người anh em nọ, và người ấy tâm sự với tôi rất nhiều. Và tôi có nói với người ấy như thế này: đôi khi bạn bè vây quanh chúng ta rất nhiều, nhưng chúng ta cần phải để ý, đừng vội mừng. Nhiều khi người ta vây quanh mình chỉ vì cái mà mình có, vì mình giàu, vì mình có quyền thế, vì mình có thể làm một cái gì đó ích lợi cho họ mà họ có thể lợi dụng. Nhưng đến khi chúng ta gặp khó khăn, có thể chúng ta sẽ rất ngỡ ngàng khi thấy rằng đám đông đó sẽ rời bỏ chúng ta một cách lạnh lùng, không thương cảm, bỏ lại chúng ta trơ trọi một mình. Vậy thì anh ơi, thà là chúng ta có một người bạn rất thân, một người thôi, rất thân, và chúng ta biết là người đó chân thành trong mối quan hệ, người đó không vụ lợi trong mối quan hệ, còn hơn là chúng ta có rất nhiều người tưởng chừng như vây quanh ủng hộ chúng ta nhưng đều là giả dối. Và người anh em đó đã gật gù tâm đắc. Đó là một người chưa tin Chúa, nhưng tôi hy vọng là người đó sẽ sớm tin Chúa. Bởi vì những ảnh hưởng tốt lành từ những con người thật sự tin Chúa, tôi mong rằng anh ấy sẽ nhận được những ảnh hưởng đó một cách sâu sắc và sẽ sớm được cứu. Đừng chạy theo đám đông, và cũng đừng ngồi đó mà mong đợi cái sự ủng hộ của đám đông. Đừng ngồi đó mà mong đợi cái sự tán dương của đám đông. Với những hiểu biết và kinh nghiệm sống của tôi, thì tôi có thể nói như thế này: thường thì đám đông họ đem đến cho chúng ta những sự hụt hẫng và nghiệt ngã nhiều hơn. Chính Chúa Giê-xu đã kinh nghiệm điều này. Anh chị còn nhớ không? Ở trong chức vụ của Chúa Giê-xu luôn luôn có những đám đông họ chạy theo Ngài, đúng không? Họ chạy theo, họ lũ lượt chạy theo Ngài, thậm chí không phải là đi bình thường mà là chạy theo cho kịp, chứ để người khác chạy trước mình không có chỗ mình tiếp cận, chạy theo giành giật để tiếp cận với Chúa Giê-xu. Mọi người nghĩ chắc là tại vì họ yêu mến Chúa này nọ đủ thứ, họ là những người có lý tưởng. Tôi không biết có bao nhiêu người trong đó thật sự yêu mến Chúa và có lý tưởng, nhưng tôi biết là hầu hết những người đó chỉ vì lợi ích cá nhân của mình, chỉ chạy theo để muốn được cái gì đó mà chạy theo thôi. Đến một ngày kia, khi mà họ đối diện với những sự dạy dỗ công chính thẳng thắn của Chúa Giê-xu, thì họ đã quay lưng rời bỏ Chúa. Họ đi gần hết, chỉ còn lại một số người thôi. Và Chúa Giê-xu đã nói với số người ít ỏi đó rằng: các con cũng muốn bỏ ta đi luôn phải không? Nhưng mà họ đã trả lời rằng: thưa Chúa không, chúng con không đi, bởi vì Chúa có lời của sự sống đời đời. Và đến một ngày nọ, chúng ta biết rằng có một đám đông cuồng nhiệt và phấn khích
họ la hét. Ở trong sự giận dữ, họ la hét. Ở trong sự kích động của những người lãnh đạo Do Thái giáo, những kẻ ghét Chúa Giêsu lúc bấy giờ, họ la hét cái gì? Hãy đóng đinh hắn trên thập tự giá. Hãy đóng đinh hắn trên thập tự giá. Thật là nghiệt ngã. Hầu hết những người đó đã từng chạy theo Chúa Giêsu. Hầu hết những người đó đã từng bỏ công ăn việc làm, bỏ thì giờ công sức để chạy theo Chúa Giêsu. Nhưng khi họ thấy không được ích lợi gì theo cái cách nhìn nhận của họ thì họ bỏ Ngài, và thậm chí họ mong muốn rằng Ngài sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá. Thưa anh chị em, đặc biệt là những người phụ nữ, tôi muốn gửi gắm điều này với tất cả tấm lòng của tôi. Chúng ta đừng tập trung vào đám đông. Đừng ngồi đó mà mong đợi đám đông sẽ ủng hộ chúng ta. Và đừng sống một cuộc đời để làm thỏa mãn đám đông. Đó sẽ là một trong những điều ngu dại nhất của chúng ta. Mục sư Rick Warren đã từng viết cái ý này ở trong một quyển sách nổi tiếng của ông, đó là sống theo đúng mục đích. Ông ta nói rằng những cái người mà có khuynh hướng chạy theo đám đông một ngày kia sẽ bị chìm khuất ở trong đám đông và sẽ không còn ai nhớ đến họ nữa. Những người muốn tìm được giá trị thật ở trong cuộc đời sẽ là những người không chạy theo đám đông, nhưng đó là những người đi theo Chúa Giêsu. Amen con chị. Những người mà nhìn xem Chúa Giêsu Christ là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Amen con chị. Những người mà hành động theo lời của Đức Chúa Trời, kể cả khi xung quanh chúng ta nhiều người khác không muốn làm theo, chúng ta hãy làm theo. Amen con chị. Kể cả khi xung quanh chúng ta nhiều người nói rằng nào chúng ta hãy bỏ đi, chúng ta đừng đi theo Chúa nữa, chúng ta hãy đi theo ai đó nhưng mà đừng đi theo Chúa. Kể cả khi có tình huống xấu nhất là nhiều người bỏ không muốn đi theo Chúa, thì tôi thưa với anh chị em rằng nếu chúng ta đủ khôn ngoan, đủ hiểu biết, nếu chúng ta là những người thật sự hiểu về Chúa của chúng ta và có những trải nghiệm tốt lành về Chúa của chúng ta trong cuộc đời, với Chúa của chúng ta trong cuộc đời, thì chúng ta có thể hát lại lời hát này. Dù một mình con thôi, con vẫn quyết theo Ngài. Không ai đi bên con vẫn bước theo Ngài. Dù một mình con thôi, con vẫn bước theo Ngài. Con quyết không lùi, nguyện theo chân Ngài. Amen con chị em. Hallelujah. Nhớ nha, đừng mất thì giờ công sức hoặc là những tài nguyên nào đó để cuối cùng mình làm thỏa mãn đám đông. Đừng. Bởi vì trong thực tế mình sẽ không bao giờ có thể làm thỏa mãn đám đông. Nhưng hãy tập trung tất cả cuộc đời của chúng ta để làm vui lòng Đức Chúa Trời. Amen con chị. Amen. Và lời Chúa nói rằng duyên là giả dối, sắc là hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Cách để chúng ta có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời là gì? Hãy sống một đời sống kính sợ Ngài. Kính sợ Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta không kính sợ Chúa thì chúng ta không phải là người khôn ngoan. Chúng ta sẽ không có một khởi đầu nào của sự khôn ngoan cả, mà chúng ta cứ đang lầm lũi bước đi trong sự ngu dại mà thôi. Một người chỉ có thể bước vào cánh cửa của sự khôn ngoan khi người đó bắt đầu học sự kính sợ Đức Chúa Trời. Amen không? Amen. Amen. Nghe tôi nói, có nhiều người nữ tối ngày chỉ thích rằng mình đẹp ở trong mắt của nhiều người ở bên ngoài kia. Họ cố làm tất cả mọi sự, từ cái việc họ phát ngôn cho đến cái việc họ làm điều này, làm điều nọ, cho đến cái lối sống của họ, rồi kể cả cái việc họ trang điểm, họ ăn mặc. Mục đích của họ là để khi họ bước ra bên ngoài, họ làm thỏa mãn cái ánh nhìn của những người ở bên ngoài kia, để họ nhận được những lời khen tặng. Ồ, em đẹp quá. Ồ, chị đẹp quá. Ôi, ăn mặc đẹp quá, thời thượng quá. Ồ, chị ăn nói khéo quá, có duyên quá. Ồ, thế này, ồ, thế nọ. Họ luôn luôn làm tất cả mọi sự để được cái đám đông vớ vẩn ở bên ngoài kia khen bạn. Tôi xin lỗi, đối với tôi những cái điều đó nó không có giá trị gì cả. Những con người bên ngoài kia họ không có sống cuộc đời của mình, họ không có trách nhiệm gì cuộc đời của mình cả.
Cho nên họ cứ buông miệng ra, họ nói một cách vô tội vạ, họ khen cũng vô tội vạ, mà họ chê cũng vô tội vạ. Có nhiều người sống ảo chỉ vì những cái lời khen của những cái người ở bên ngoài kia nó vô tội vạ. Mà có những người về nhà đau đầu, nhức đầu rồi khóc thầm từng đêm, lăn qua lăn lại, trăn trở trằn trọc chỉ vì cái sự chê của những cái con người vô tội vạ bên ngoài kia. Chi ảo dại. Nếu tôi là một người nữ tôi sẽ không sống như thế. Nếu tôi là một người nữ tôi sẽ vâng lời Chúa. Tôi sẽ không tập trung vào cái vẻ đẹp ở bên ngoài. Nói như vậy không có nghĩa là phụ nữ đừng trang điểm. Tôi phải mở mặt chứ không khéo tôi bị ném đá. Nói như vậy không có nghĩa là phụ nữ đừng ăn mặc đẹp. Nói như vậy không có nghĩa là phụ nữ lúc nào cũng lùi xùi tối ngày quanh quẩn ở bên tả với sữa. Không, tôi đâu có khích lệ như vậy đâu. Tôi là người đủ quân bình để có thể tạo điều kiện cho người phụ nữ của mình trở nên đẹp hơn. Tôi đâu có muốn vợ của tôi hoài ân tối ngày chỉ tả sữa đâu. Bất cứ lúc nào có cơ hội tôi muốn chở vợ mình đi chơi, chở vợ mình đi uống nước. Và tôi thường xuyên, vợ tôi không đòi hỏi nhưng tôi thường xuyên hỏi vợ tôi nè: vợ ơi, vợ có muốn mua quần áo mới không? Đó có phải là ngày 8 tháng 3? Đó cũng không phải là ngày 10 tháng 3, không phải là một ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 3 nào cả. Nó cũng không phải là ngày sinh nhật của vợ tôi. Bất cứ lúc nào tôi thấy là cần thiết, tôi hỏi vợ: vợ có muốn mua quần áo mới không? Có muốn mua cái đầm mới không? Có muốn mua quần hay là áo hay là bất cứ cái thứ gì mà vợ cần không? Chồng sẽ chở vợ đi hoặc là vợ tự đi hay là như thế nào đó. Tôi luôn luôn để ý và tôi hỏi vợ của tôi. Bởi vì tôi biết rằng đó cũng là một cái nhu cầu chính đáng để vợ mình ăn mặc đàng hoàng, để vợ mình trở nên tươm tắt hơn, trở nên chỉnh chu hơn, trở nên đẹp hơn. Cái việc mình trang điểm một chút để trở nên đẹp hơn không có gì đáng trách cả. Cái điều mà Kinh Thánh thật sự lên án không phải là vì chúng ta trang điểm, không phải là vì người phụ nữ mua một chiếc áo đẹp, không phải là vì người phụ nữ mua một bộ đồ thời trang, không phải vì người phụ nữ đánh son ở trên môi, không phải là vì người phụ nữ đánh má hồng. Không, chúng ta không lên án về điều đó. Thật ra từ thời xa xưa đã có cái sự trang điểm rồi, chứ không phải cho đến ngày hôm nay. Và tôi nghĩ rằng cái sự trang điểm đó có những lúc nó cần thiết. Tôi nói có những lúc cần thiết chứ không phải là luôn luôn. Bởi vì nếu chúng ta lạm dụng thì đó là câu chuyện khác. Những lúc cần chúng ta phải trang điểm, chứ đừng có suốt ngày trang điểm hoài, thấy nó mệt lắm, mất thời gian. Tôi thấy có nhiều bà cứ ăn rồi trang điểm hoài, cứ tôi thấy cứ cầm cái kiếm rồi soi rồi bắt đầu cứ cầm cái môi kẻ hoài vậy. Tiền ở đâu mấy ông chồng mua son hoài. Rồi có nhiều bà cứ thấy cứ đánh suốt ngày như không có chuyện gì để làm á. Rồi có nhiều bà tối ngày đi nhóm trễ cũng chỉ vì cái chuyện trang điểm. Tôi biết cái lý do đi trễ không phải là vì lo cho chồng cho con, hay là vì có khó khăn gì, hay là vì lủng bánh xe. Nhưng mà có nhiều bà thường xuyên đi trễ, nhiều cô thường xuyên đi trễ chỉ vì là cứ tập trung vào cái ngoại hình mình, với một cái suy nghĩ trong đầu là hôm nay liệu cái gương mặt của mình và dáng vẻ của mình sẽ như thế nào trong ánh mắt của mọi người trong hội thất. Và thế là bắt đầu quẹt xong cái chùi thấy hình như là nó không có được lung linh lắm. Thôi bây giờ mình đổi cái cây son khác, cây này cây Việt Nam nó không được đẹp lắm, bây giờ mình lấy cây hờ quốc, cái hờ quốc đánh lên. Mình đánh xong mình thấy cũng chưa hài lòng, thôi có lẽ là mình đổi qua phong cách châu Âu. Tại bữa giờ mình cũng chơi hờ quốc nhiều quá rồi, mình đổi châu Âu rồi cái đánh riết nó trễ giờ nhóm. Ông chồng ở ngoài thì bực bội, chờ hoài, chờ nửa tiếng chưa thấy ra, rồi có ông chờ cả tiếng chưa thấy ra, mà cái là gây lộn. Thưa các chị em, tôi nói cho các chị em biết rằng các chị em có thể trang điểm. Các chị em có thể có mong muốn mua áo mới, váy mới, đầm mới, một cái bộ quần áo thời trang nào đó, hoặc là có thể làm cho mình đẹp hơn, trang điểm như thế nào đó cho đẹp hơn. Nhưng mà đừng có thái quá, đừng để cho chúng ta mất quá nhiều thì giờ, tiền bạc và công sức vào những chuyện này. Bởi vì nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta sai rồi. Hãy mở với tôi ở trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 từ câu 1. Tôi sẽ đọc từ câu 1. Cũng vậy, những người làm vợ hãy thuận phục chồng mình, để nếu có người chồng nào dù không vâng giữ đạo, nhưng qua cách cư xử của vợ
họ được cảm hóa mà không phải dùng đến lời nói, vì họ đã thấy sự trong sạch và tin kính trong đời sống của chị em. Đừng chú trọng sự trang điểm bề ngoài như làm tóc cầu kỳ, đeo vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy trang điểm con người bên trong thầm kín bằng vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng, yên lặng. Đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các thánh nữ thuở xưa, những người hy vọng nơi Đức Chúa Trời và thuận phục chồng mình, cũng đều trang điểm như thế. Như Sarah vâng phục Abraham, gọi ông là Chúa. Nếu chị em làm điều lành, không để điều gì làm cho mình lo sợ, thì đã là con gái của Sarah vậy. Chúng ta thấy, nếu chúng ta thật sự đọc những lời này, thì chúng ta sẽ thấy rằng Kinh Thánh không chống lại việc trang điểm. Kinh Thánh không hề lên án việc trang điểm. Nhưng ở đây nói gì? Chúng ta đọc lại nè, chúng ta sẽ đọc lại cái câu này. Câu số 3: đừng chú trọng. À, mọi người hãy nói với người bên cạnh, đừng chú trọng. Đừng chú trọng nha. Chúng ta nhấn mạnh cái cụm từ này, đừng chú trọng. Chứ Kinh Thánh không hề nói đừng trang điểm. Chúng ta phải đọc cho đúng nha. Nhiều khi nhiều người đọc ba chờ ba nhá đi ra đó, Kinh Thánh nói là đừng có trang điểm, cho nên trang điểm là tội lỗi, ăn năn đi. Tôi không có nói trang điểm là tội lỗi. Thấy không? Kinh Thánh nói là đừng chú trọng. Có những người phụ nữ quá chú trọng đến những điều này, đến nỗi họ mất quá nhiều thì giờ, mất quá nhiều công sức, mất quá nhiều tiền bạc, à, cuối cùng thì họ đâu có trở nên giá trị gì trong mắt chồng của mình đâu, mà thậm chí làm cho chồng của mình hao tài thêm thôi, rồi bực bội thêm thôi. Nói thật với các chị em là tôi thích những gì tự nhiên, và tôi thật sự không thích vợ của tôi là cứ tháng này thì tóc màu này, tháng kia thì tóc màu kia. Bởi vì tôi có cảm giác như là mình có nhiều bà vợ. Nếu mà cái kiểu vậy, ủa sao kỳ vậy? Mình nhớ vợ mình xưa tóc màu đen hay là màu vàng gì mà sau giờ, bây giờ nó thành màu xanh rồi màu khói. Vì vậy giống như mình đang sống với người phụ nữ khác đó, mình không quen mắt. Thật sự là như vậy. Tôi thích những gì tự nhiên. Cho nên ở trong xóm này nè, có một bé thiếu niên. Nó có một mái tóc dài tự nhiên, đen, kiểu mà tóc thề ngày xưa, rất là đẹp, mà nhìn nó rất là hồn nhiên, nó có một vẻ đẹp rất là đơn sơ. Và tôi thật sự thích cái vẻ đẹp đó, tôi quyết cái vẻ đẹp đó, và tôi sợ là nó sẽ làm hỏng cái vẻ đẹp đó một ngày nào đó. Cho nên tôi quyết định là một ngày kia tôi nói chuyện với nó. Tôi gọi nó, tôi nói là con lại đây, chú nói cho con nghe nè. Con đang có một cái mái tóc rất là đẹp, một mái tóc tự nhiên, và chú khuyên con là đừng bao giờ uống tóc xù lên, và đừng bao giờ con đi nhuộm tóc màu này màu nọ màu kia. Và thứ nhất, nó sẽ không đẹp bằng mái tóc này, và thứ hai nữa, nó có những hóa chất ở trong đó, nó sẽ đem đến cái nguy cơ bị ung thư da đầu cho con, và nó làm cho tóc con bị hỏng đi. Con nghe lời chú. Hầu hết người ta đều uống tóc xù rồi, nó tầm thường lắm. Ở trong cái xã hội này mà có những cô gái mà để cái mái tóc nguyên thủy như vậy, mái tóc tự nhiên như vậy, thì những cô gái đó sẽ rất có giá trị về mặt thẩm mỹ trong mắt những người nam, tin chú đi. Và nó rất là vui vẻ, nó nói dạ chú con nghe lời chú. Mà cho tới giờ phút này nó vẫn giữ cái mái tóc đó, và tôi hy vọng là nó sẽ không bao giờ bắt chước để làm mấy cái kiểu tóc cầu kỳ. Tôi nói như vậy không có nghĩa là khi một người phụ nữ mà sửa lại cái mái tóc của mình như thế nào đó thì đó là tội lỗi, tôi không nói vậy. Nhưng mà tôi biết rằng có một số người họ rất đẹp ở trong cái dáng vẻ tự nhiên mà Chúa ban cho họ. Và đừng cố để mà đọc ra làm lại, để sửa chi sửa tới sửa lui, cuối cùng cái mặt như một con quái vật, giống như cái bà ở tại California mà tôi đã nhìn thấy. Tôi không mong những người phụ nữ trong hội thánh chúng ta trở nên như vậy, hoặc là bất cứ một người phụ nữ nào bên ngoài kia trở nên như vậy. Tôi mong là tất cả mọi người đều vừa đẹp mà vừa được khỏe mạnh, và thật sự có giá trị trước hết là trong mắt của Đức Chúa Trời. Và sau đó nếu có gia đình thì có giá trị trong mắt của chồng mình là một người chồng tốt, và có giá trị trong mắt của những người bên ngoài là những người biết thẩm định về giá trị, có sự hiểu biết về giá trị. Amen con mọi người. Amen. Đừng chú trọng đến những gì bên ngoài, đừng chú trọng đến những giá trị vật chất, bởi vì tất cả những cái điều đó rồi nó sẽ phai tàn, nó có thể mất đi bất cứ lúc nào. Nếu một người phụ nữ quá tự hào
về cái gương mặt đẹp của mình thì hãy cẩn thận, bởi vì chúng ta không đảm bảo rằng một ngày kia không có một sự cố gì đó xảy ra cướp mất vẻ đẹp của chúng ta. Tôi đã nhìn thấy những người phụ nữ có gương mặt rất đẹp nhưng có một tai nạn giao thông xảy ra, và đôi khi chỉ đơn giản là họ trượt té hay là họ chạy xe họ tự té ngã thôi, và gương mặt họ chà xuống đất, và cuối cùng người nhìn thấy một cái gương mặt hỏng bét, sau này thì đầy thẹo hết, họ không còn đẹp nữa. Và chẳng lẽ thế là kết thúc cuộc đời họ sao? Và thậm chí tôi biết có nhiều người phụ nữ khi vẻ đẹp không còn nữa thì họ đi tự tử, tại vì họ nghĩ rằng chỉ có cái vẻ đẹp đó mới làm nên giá trị cuộc đời của họ. Tôi xin thưa rằng không, đừng suy nghĩ như vậy. Nếu mà suy nghĩ vậy thì có lẽ tất cả những người phụ nữ không được đẹp lắm nên đi tự tử hết đi, tại vì không có giá trị gì hết, sống chi, để cho mấy bà mấy cô đẹp sống thôi, đúng không? Không, tôi tin rằng có nhiều người hiểu điều tôi nói, cho nên dù có vẻ như mình có ngoại hình, có gương mặt không đẹp bằng người khác, nhưng mình vẫn vui sống và vẫn có giá trị trong mắt của Đức Chúa Trời và trong mắt của những người hiểu biết về giá trị. Amen không? Amen. Nên khi chúng ta thật sự hiểu biết về giá trị, chúng ta biết cái gì mới là điều thật sự quan trọng và chúng ta đầu tư cho cái đó, thì chúng ta sẽ trở thành những con người sống rất là phước hạnh. Một người mà có vẻ đẹp, gương mặt đẹp, hình thể đẹp, và thậm chí có công ăn việc làm ổn định, có một vị trí nào đó trong xã hội và có nhiều tiền bạc, thậm chí rất giàu có nữa, nhưng mà người đó là người kính sợ Đức Chúa Trời thì càng tốt chứ sao? Đúng không? Cái vẻ đẹp vốn nó không có gì là xấu xa đáng lên án cả, đúng không? Cái sự giàu có nó cũng không có gì đáng lên án cả, đúng không? Những cái vị trí của chúng ta trong xã hội hay là quyền thế mà chúng ta có, nếu nó bằng thực lực của chúng ta, bằng sự lương thiện, bằng sự công chính mà chúng ta có được thì không có gì đáng lên án cả. Nếu chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời mà chúng ta có thêm những điều đó thì càng tốt chứ sao? Đúng không anh chị em? Nhưng mà giả sử những người không có những điều đó, không có vẻ đẹp, ngoại hình, không được giàu có bằng người khác, không có quyền thế trong xã hội, chỉ là những người phụ nữ đơn sơ bình thường ở trong cuộc sống thôi, thì chẳng lẽ vì vậy mà chúng ta sống trong mặc cảm? Chẳng lẽ vì vậy mà chúng ta cứ tủi thân? Chẳng lẽ vì vậy mà chúng ta tự hạ thấp giá trị của mình, coi rẻ chính mình, rồi lúc nào cũng thui thủi trong nhà, không dám đi gặp ai sao? Không, tôi khích lệ các chị em nào giống như vậy thì đừng mặc cảm, đừng tự ti, đừng có thui thủi trong nhà, lẩn tránh mọi người. Không, bởi vì những cái đó nó không thật sự làm nên giá trị con người của chúng ta. Giá trị con người của chúng ta đó là những gì ở bên trong, những gì mà từ bên trong nó toát ra, một cái lối sống đúng đắn của chúng ta, một cái lối sống mà khiến cho những người khác họ phải nể phục, đó mới là cái giá trị thật sự. Amen không anh chị em? Amen. Và chỉ có những người nữ kính sợ Chúa, chỉ có những người nữ thật sự kính sợ Chúa mới có được cái giá trị đó. Chỉ có những người nữ kính sợ Chúa mới có được cái giá trị đích thực ở trong mắt của Đức Chúa Trời. Chỉ có những người nữ kính sợ Chúa mới có được giá trị đích thực trong mắt của những người hiểu biết về giá trị. Amen không? Amen. Tôi nói với anh chị em rằng không chỉ trong Cơ Đốc giới, mà kể cả đối với những người bên ngoài, thì nếu các chị em là những người thật sự sống một đời sống kính sợ Chúa, các chị em bước ra bên ngoài kia, có thể ban đầu người ta chưa hiểu, người ta thấy nó khác, và nhiều khi người ta cũng cặc khịa với mình. Nhưng tôi nói thật với anh chị em, lâu ngày dài tháng, khi mà những người bên ngoài kia, những người mà chưa tin Chúa, họ tiếp xúc với chúng ta là những người kính sợ Chúa, thì lâu ngày dài tháng, tôi cam đoan với anh chị em rằng ở trong số những con người đó, có những con người mà họ còn có lương tâm, họ có một cái khả năng thẩm định đúng, thì chắc chắn họ sẽ bắt đầu đánh giá cao chúng ta, họ sẽ bắt đầu quý mến chúng ta, họ sẽ bắt đầu thấy rằng chúng ta là những người có giá trị, đúng không? Đơn giản thôi. Tôi nói với anh chị em thế này: chúng ta bước ra, chúng ta làm việc, chúng ta sinh hoạt giữa những người ở bên ngoài kia mà chúng ta không có tranh cãi với ai cả, chúng ta không bao giờ mà cãi vã, giành giật cái này, giành giật cái kia, không bao giờ mà ngồi lê đôi mắt nói xấu người khác, mà chúng ta luôn luôn đối xử tử tế với mọi người. Khi ai đó làm điều gì đó không tốt cho chúng ta thì chúng ta vui vẻ để chúng ta có thể bỏ qua cái chuyện đó một cách dễ dàng, chúng ta có thể tha thứ cho họ một cách dễ dàng, và chúng ta không ghim gút, không trả đũa gì hết. Chúng ta luôn luôn lấy cái thiện để chúng ta đối lại với cái ác. Thì tôi nói với anh chị em rằng lâu ngày dài tháng, từ khi người ta hiểu được điều đó, người ta hiểu rằng đó không phải là đóng kịch,
mà đó là sự chân thật xuất phát từ tấm lòng của chúng ta, thì hầu hết người đó họ sẽ thấy chúng ta thật sự có giá trị, họ sẽ tôn trọng chúng ta, đúng không? Còn một người phụ nữ nhìn dáng vẻ rất đẹp, ăn mặc rất thời trang, nhưng mà bước vào trong cái cộng đồng và ăn nói sổ sàng hổ láo, thậm chí nói một tiếng thì văng tục chửi thề, tối ngày cứ ngồi lê lơi mắt rồi đi nói xấu người khác, giống cái kiểu mấy cái cô gì đó hoa khôi người mẫu gì bữa giờ cái bùm sùm ở trên mạng đó, thấy không? Rồi livestream mà cái mặt nhìn là thấy nhiều chuyện rồi, thấy không? Rồi cứ đi nói xấu người này nói xấu người kia, rồi moi móc trong showbiz ra, rồi cuối cùng kết quả gì, bị công an sợ gáy rồi đó, đúng không? Tôi không thèm nói tên đâu, tự mọi người biết chứ vậy, nó không có giá trị gì cả. Nào là danh hiệu hoa khôi, danh hiệu người mẫu, danh hiệu là thậm chí là hoa hậu, rồi giàu có, nhiều anh săn đón, vân vân đủ thứ. Mà cuối cùng mình thấy có giá trị gì không? Tôi nhìn thấy nó không có một chút giá trị nào cả. Và đúng ở trong thực tế đã chứng minh rằng họ không có giá trị gì cả. Nhìn thật là tào lao, chả làm sao, nhìn mặt là thấy không có tư cách rồi. Nhưng mà chúng ta thấy những con người mà họ có nét đẹp ở bên trong, những người phụ nữ mềm mại, dịu dàng, những người phụ nữ luôn thể hiện sự tôn trọng, kể cả đối với những cái người mà không tốt đẹp lắm. Tôi nói với anh chị em, nếu mà tôn trọng một cái người đáng tôn trọng thì chuyện nhỏ ai cũng làm được. Nếu chúng ta có thể bày tỏ sự tôn trọng đối với một người mà họ không đáng tôn trọng thì đó lại là một câu chuyện khác. Tôi nói với anh chị em thế này, ví dụ thôi, tôi biết có những người họ chẳng ra làm sao ở trong cái cộng đồng, thậm chí họ làm những cái việc không tốt đẹp và cái đời sống cá nhân họ có nhiều chuyện không hay. Nhưng mà khi tôi gặp họ, tôi không có bày tỏ cái sự khinh bỉ, khinh miệt hay là cái vẻ sất sược hay là gây hấn gì với họ, hay là không có nói một cái gì để xúc phạm họ cả. Khi tôi gặp họ, kể cả khi họ chào hay không chào tôi, thì tôi vẫn có một sự tôn trọng tối thiểu. Đi trên đường gặp nhau, hàng xóm hoặc là có một cái mối quan hệ gì đó, tôi chào họ. Tôi chào họ không nghĩa là tôi đồng ý với những việc sai trái của họ, nhưng đó là sự tôn trọng tối thiểu của tôi với một con người. Cho nên tôi mới nói rằng cái chuyện mà tôn trọng một người đáng tôn trọng thì nó đơn giản, hầu hết mọi người đều làm được. Nhưng mà có một số người tệ lắm, kể cả những người đáng tôn trọng họ cũng không tôn trọng, mấy người đó là bỏ đi rồi, vứt bỏ. Chúa dạy chúng ta nó hoàn toàn khác biệt với cách mà con người dạy. Chúng ta hãy học cái sự tôn trọng, kể cả đối với những người mà không đáng được tôn trọng lắm. Nhưng nếu chúng ta có một cái cách thức thể hiện cái sự tôn trọng tối thiểu đối với họ, thì đó cũng là một cơ hội cho cuộc đời của họ. Tôi biết có một số người cái tâm lý là như thế này, bởi vì họ luôn cảm thấy không được ai tôn trọng trong cuộc đời, cho nên họ nổi loạn, họ quyết định rằng họ sẽ trở thành tội phạm. Bởi vì họ không có được ai tôn trọng hết, cuộc đời này họ chả là cái thái gì hết, và họ quyết định đằng nào thì chả có ai coi mình ra gì, bây giờ mình quậy cho nát luôn. Tôi đã từng biết những câu chuyện như vậy. Nhưng rồi một ngày kia họ gặp được một người mà biết trân trọng cuộc đời của họ, thể hiện những sự tôn trọng tối thiểu và cho họ có một cái niềm tin, một hy vọng trong cuộc sống. Và cuối cùng thì những người đó họ được cải hóa và họ trở nên những người tốt. Chúng ta hãy làm như vậy, vì chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng ta là con cái của Chúa. Amen con mọi người. Cảm ơn Chúa. Tôi ước ao rằng trong ngày này chúng ta sẽ nắm lấy cơ hội để chúng ta vâng lời Chúa. Chúa muốn những người nữ kính sợ Chúa. Và một lần nữa tôi nhắc lại, điều đó không có nghĩa là những người nam không có liên can. Chúa muốn những người nữ kính sợ Chúa, và tất nhiên Chúa cũng muốn những người nam kính sợ Chúa. Khi những người nữ kính sợ Chúa thì những người nữ sẽ trở nên có giá trị trong mắt của Đức Chúa Trời. Và khi những người nam kính sợ Chúa, những người nam cũng có giá trị trong mắt của Đức Chúa Trời. Amen con chị em. Và khi chúng ta có giá trị trong mắt Đức Chúa Trời rồi, thì Chúa sẽ khiến cho chúng ta có giá trị trong mắt của những người hiểu biết về giá trị. Và cuộc đời của chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi hy vọng sau bài giảng này thì các chị em phụ nữ sẽ biết điều gì là quan trọng, điều gì là kém quan trọng và điều gì là không quan trọng. Chúng ta sẽ sắp đặt lại thứ tự ưu tiên ở trong đời sống của mình. Và ngay trong đời sống gia đình, chúng ta cần phải điều chỉnh lại cái lối tư duy của chúng ta, điều chỉnh lại lối nói năng phát biểu của chúng ta, và điều chỉnh lại cái cách hành động, cách sống của chúng ta, để chúng ta đóng góp vào trong cái hạnh phúc của gia đình. Và
điều đó nó cũng có thể ảnh hưởng đến những người ở bên ngoài khi họ chứng kiến cách mà chúng ta sống trong gia đình nữa, đúng không các chị em và các anh em? Như vậy thì ở trong cái phần Kinh Thánh Phi-e-rơ thứ nhất hồi nãy tôi đọc, tôi sẽ đọc lại để anh chị em thấy cái ích lợi là như thế nào. Cũng vậy, những người làm vợ hãy thuận phục chồng mình, để nếu có người chồng nào dù không vâng giữ đạo, nhưng qua cách cư xử của vợ họ được cảm hóa mà không phải dùng đến lời nói, vì họ đã thấy sự trong sạch và tin kính trong đời sống của chị em. À, mình thấy khi mà những người nữ sống kính sợ Chúa, sống một đời sống trong sạch và kính sợ Chúa, thì Kinh Thánh nói rằng không cần dùng đến lời nói. Không có nghĩa là chúng ta đừng có nói những điều tốt đẹp, không. Nếu như những người nữ có thể nói những điều tốt đẹp thì cứ nói đi. Nhưng mà hãy nhớ rằng cái hành động thực tế của chúng ta nó quan trọng hơn cái lời nói suông của chúng ta. Amen không? Amen. Cho nên Kinh Thánh nói rằng chỉ cần cái hành động thực tế thôi, cái lối sống thực tế tốt lành, tin kính Chúa của chúng ta ngay trong gia đình của chúng ta thôi, thì điều đó có thể cảm hóa ngay cả những ông chồng mà không vâng giữ đạo, có nghĩa là những ông chồng mà không vâng lời Chúa. Những người phụ nữ sống một đời sống tin kính Chúa, sống một đời sống trong sạch, sống một đời sống mà có giá trị ở trong mắt của Đức Chúa Trời, thì những người phụ nữ đó có cơ hội để cảm hóa ngay cả những người chồng không tin kính Chúa. Ở đây không có nghĩa là những người chồng chưa tin Chúa. Cái cụm từ này cho chúng ta thấy rằng cái phạm vi nó rộng hơn. Những người chồng mà không vâng lời Chúa thì có thể là những người chồng chưa tin Chúa, mà cũng có thể là những người chồng tin Chúa rồi, ở trong cơ đốc giới, ở trong hội thánh rồi, nhưng mà không có chịu làm theo lời Chúa, hoặc là rất ít làm theo lời Chúa. À, thì một người phụ nữ tin kính Chúa, sống cái lối sống tốt đẹp như Chúa dạy, có cơ hội để cảm hóa, để thay đổi một cách tích cực cái người chồng của mình. Tôi hỏi các chị em một điều, các chị em nếu là những người đang trong hôn nhân, có mong muốn điều này xảy ra không? Chúng ta có mong muốn chồng mình thay đổi một cách tích cực ở đâu Chúa không? Tôi hỏi là một lần nữa, các chị em có mong muốn chồng mình thay đổi một cách tích cực ở trong Chúa không? Nếu người nào mà không mong muốn thì tôi nói rằng người đó vô cùng dại dột. Bước vào hôn nhân mà không mong muốn chồng mình thay đổi tích cực ở trong Chúa thì nó vô cùng dại dột. Cái người khôn ngoan, người phụ nữ, người vợ khôn ngoan sẽ luôn mong muốn và luôn tạo mọi điều kiện, luôn làm tất cả những gì có thể để chồng mình trở nên càng ngày càng tin kính Chúa hơn. Tại sao? Vì anh ấy càng tin kính Chúa hơn, anh ấy sẽ càng yêu mình hơn. Đúng không? Anh ấy càng tin kính Chúa thì anh ấy sẽ không bao giờ đi ra ngoài để lẹo tẹo với ai, không bao giờ ngoại tình, không bao giờ phản bội mình. Anh ấy tin kính Chúa thì làm sao anh ấy mà đánh đập mình được? Anh ấy tin kính Chúa thì làm sao mà anh ấy chửi bới mình được? Anh ấy tin kính Chúa thì làm sao mà anh ấy không quan tâm đến mình được? Đúng không? Anh ấy tin kính Chúa thì anh ấy yêu mình, và yêu mình thì sẽ quan tâm đến mình, quan tâm đến mình thì mình sẽ vui. Vậy thôi. Như vậy thì những người nữ khôn ngoan, Chúa đang truyền cho chúng ta một thông điệp. Như vậy thì chúng ta đừng có ngồi đó mà mong đợi cái người chồng đó phải trở nên tốt ngay tức khắc và làm theo điều mình mong muốn liền. À, ở đây lời của Chúa đang nói với những người nữ, trước hết hãy làm phần của chúng ta đi. Những người nữ, những người vợ trong gia đình, hãy thuận phục chồng của mình. Hãy thuận phục chồng của mình. Nếu tôi nhớ không lầm thì ở trong Kinh Thánh Tân Ước có ít nhất 3 lần, có ít nhất 3 lần mà lời Chúa nói rằng những người nữ hãy thuận phục chồng của mình. Hãy nhớ một điều, ở trong Kinh Thánh khi điều gì mà lặp lại tới lần thứ hai thì đó là điều quan trọng rồi. Và nếu như chỉ trong Tân Ước thôi mà ít nhất 3 lần lặp lại và cùng một ý, thậm chí cùng những cái ngôn ngữ như nhau, những người nữ hãy thuận phục, hãy thuận phục, hãy thuận phục chồng mình, thì hãy làm điều đó đi. Thay vì nổi loạn, thay vì muốn chứng tỏ khẳng định bản thân của mình, thì hãy học thuận phục chồng mình. Và đừng có suy nghĩ rằng bởi vì chồng của tôi bất toàn, bởi vì chồng của tôi chưa làm đẹp ý của tôi cho nên tôi không thuận phục. Không, chúng ta hãy học sự thuận phục. Tôi kể cho mọi người nghe cái câu chuyện như thế này nè. Thậm chí có một anh chồng đó không xứng đáng để được thuận phục. Cái cô vợ này đã từng thường xuyên cãi vã với chồng của mình, chống đối chồng của mình, và thậm chí cô ta bất mãn chồng mình đến độ một ngày kia cô ta đi ra mà ngoại tình. Cô ta đã ăn nằm với một người
người tổng giám đốc của một công ty bất động sản. Đây là câu chuyện có thật, 100% trong chức vụ của tôi. Và tôi đã giúp cho người nữ này. Người nữ này trong tình trạng bi đát đã đến và thú nhận tất cả mọi sự. Và tôi chính là người trực tiếp tư vấn và giúp đỡ cho cái ca đó. Cái người này đã coi thường chồng của mình. Cái người này đã không hề có một mảy may tôn trọng chồng của mình, vì luôn nghĩ rằng mình ngon lành hơn chồng mình cả cái về ngoại hình, rồi về tri thức, về bằng cấp, về đồng tiền kiếm được mỗi tháng, vân vân và vân vân. Cô ta đầy sự tự hào và cô ta coi chồng mình là như một cái thứ gì đó không đáng nói tới. Và cuối cùng cô ta sa vào trong tội ngoại tình và ăn nằm với một người tổng giám đốc của một công ty bất động sản. Và cuộc đời cô ta bắt đầu trở nên rất là tồi tệ cho đến một lúc mà cô ta đã đến và gặp tôi. Và tôi khi biết được tất cả mọi chuyện thì tôi nói với cô ta như thế này: ok, qua lời của em nói với mục sư thì mục sư thấy là chồng em có nhiều điều không tốt, và chồng em không phải là một mẫu đàn ông mà đáng được tôn trọng. Mục sư thấy đúng như vậy, nhưng mà mục sư thách thức em làm một điều này. Mặc dù chồng em hiện giờ không đáng được tôn trọng vì cái gì cũng thua kém em và không phải là một người có đủ tư cách để đứng ra để lãnh đạo gia đình, nhưng mà em đừng vì vậy mà tỏ ra lớn lướt chồng, đừng vì vậy mà khinh bỉ chồng của mình rồi làm những cái chuyện tội lỗi như vậy. Trước hết, mục sư khuyên em hãy ăn năn với Chúa một cách chân thành. Và bây giờ đây là điều em cần phải làm khi trở về nhà. Em hãy vì gia đình của mình, vì chồng mình, vì gia đình, vì hôn nhân và vì danh vinh hiển của Chúa mà em chủ động để lùi lại một bước. Và đồng thời hãy làm tất cả những gì có thể để đẩy chồng mình tiến lên. Và hãy cho anh ấy thấy rằng anh ấy có một giá trị ở trong gia đình. Hãy cho anh ấy thấy rằng anh ấy được tôn trọng. Hãy cho anh ấy thấy rằng anh ấy không phải là đồ bỏ, không phải là người thua suốt giờ của mình. Hãy khích lệ anh ấy rằng anh ấy có thể làm được những điều tốt hơn, và anh ấy có thể vươn lên trong cuộc sống. Anh ấy có khả năng lãnh đạo gia đình và anh ấy có thể thành đạt trong cuộc sống kia. Hãy cho anh ấy thấy điều đó. Hãy bị lòng kính sợ và hãy làm đi. Mục sư biết là khó khăn, nhưng em hãy làm. Hãy làm, chính em hãy làm. Và đừng ngồi đó và đòi hỏi chồng mình chỉ trong một đêm, chỉ sau một đêm sẽ trở thành một cái người chồng chuẩn. Không, hãy thực tế đủ để làm theo lời Kinh Thánh. Và mục sư còn nói thêm một số điều nữa. Và cảm ơn Chúa, người nữ trẻ tuổi này đã trở về nhà và làm đúng như vậy. Cô ta đã thật sự lùi lại một bước. Cô ta bắt đầu nấu ăn, chăm sóc gia đình, và thậm chí cô ta nghỉ luôn công việc của mình để dành thời gian lo cho gia đình, để chồng của mình trở thành cái người chính để đi kiếm tiền. Và cô ta trân trọng từng đồng tiền dù là ít ỏi mà chồng mình đem về. Và từ đó gia đình đó đã trở nên vui vẻ và đầy ắp tiếng cười. Và tôi biết rằng cái người chồng đó sau này không còn bèo như trước nữa, mà thật sự đã làm được một số công việc nó tốt hơn, nó đáng giá hơn. Cái người đó cảm thấy mình có một cái giá trị trong mắt của vợ mình, được tôn trọng và được khích lệ. Tôi nói với chị em phụ nữ thế này: kể cả một người đàn ông tệ hại nhất, bất tài nhất, nhưng miễn là họ bằng lòng sống đời với mình, miễn là họ không muốn rời bỏ mình, họ vẫn muốn tiếp tục trong cuộc hôn nhân đó, thì nếu các chị em bày tỏ một đời sống kính sợ Chúa, để rồi từ đó đối xử với chồng của mình một cách đúng đắn, tốt đẹp, và luôn luôn biết được cái vị trí mà Chúa sắp đặt ở trong gia đình, cái trật tự thiên thượng trong gia đình, thì tôi nói với các chị em rằng sẽ có nhiều sự cải thiện đáng kể xảy ra trong hôn nhân gia đình của các chị em. Tôi không dám nói là 100% những người nữ nào về áp dụng cái điều đó thì 100% đều sẽ chứng kiến một người chồng được biến đổi hoàn toàn. Tôi không dám nói điều đó, vì trong thực tế có những người chồng tệ hại thật và họ không có ý định thay đổi gì cả, họ là những người cố chấp. Nhưng mà tôi tin rằng con số đó là hiếm hoi. Tôi tin rằng đa số những người đàn ông họ sẽ được thay đổi một cách tích cực khi họ cảm nhận được người vợ của họ tôn trọng họ. Phụ nữ cần tình yêu thương như đàn ông cần sự tôn trọng.
Hãy nghe cho kỹ. Đương nhiên cả nhân loại này đều cần tình yêu thương, nhưng mà trong cái cơ cấu gia đình thì đặc biệt chúng ta phải phân biệt ra phụ nữ rất cần cái sự yêu thương và quan tâm, nhưng đàn ông họ rất cần sự tôn trọng. Và điều đó cũng đúng với cái cơ cấu ở trong hội thánh đối với người lãnh đạo và người ở bên dưới. Người lãnh đạo rất cần sự tôn trọng, rất cần sự vâng lời. Tôi không nói người lãnh đạo tào lao bậy bạ mà ra những cái mệnh lệnh, những cái yêu cầu bậy bạ. Tôi đang nói đến những người lãnh đạo công chính và đúng đắn. Họ rất cần sự tôn trọng, và đối với họ điều đó cực kỳ ý nghĩa. Điều đó sẽ cho họ động lực để tiến lên. Cho nên ở trong gia đình, nếu những người phụ nữ khôn ngoan, thì kể cả khi người chồng của mình là người lúc bấy giờ không đáng được tôn trọng bởi vì có nhiều cái điều kém cỏi, nhưng nếu những người chị em đó khôn ngoan vì lòng kính sợ Chúa, hãy làm trọn cái phần của mình và đồng thời hãy cầu nguyện và hãy làm tất cả những gì để khích lệ chồng của mình, để chồng của mình có thể thực hiện tốt vai trò của anh ấy, thì người phụ nữ đó sẽ thấy những cái sự cải thiện đáng kể trong gia đình của mình. Trừ khi người đàn ông nó không còn lương tâm nữa, người đàn ông đó là cái thứ quái vật gì đó thì tôi không nói. Nhưng mà tôi cam đoan những người đàn ông mà còn lương tâm, những người đàn ông bình thường thôi, thì họ không thể nào mà không lay chuyển được. Họ sẽ lay chuyển, họ sẽ cảm thấy rằng họ có một động lực ngay trong gia đình của họ, và từ đó nó sẽ kích thích cái sự cầu tiến của họ, nó sẽ kích thích cái đầu óc sáng tạo của họ, và họ đi ra ngoài kia họ sẽ trở nên thành đạt hơn mỗi ngày. Và rất có thể một ngày nào đó cái ông chồng mà đi bán cà rem của ai đó sẽ không còn là một ông bán cà rem nữa, mà sẽ trở về như một tổng giám đốc. Các chị em có dám tin điều đó không? In rare. Tôi không hề giảng những điều lý thuyết, tôi chỉ giảng những điều thực tế. Tôi chưa bao giờ giảng lý thuyết, tôi chỉ giảng cái gì mà bản thân tôi trải nghiệm, hoặc là tôi đã giúp đỡ cho ai đó trải nghiệm và người đó đã thành công. Tôi ước ao rằng sứ điệp này sẽ không trở nên vô ích. Mỗi một người đều muốn được hạnh phúc, mỗi một người nữ đều muốn được hạnh phúc trong gia đình của mình. Nhưng hãy nghe cho kỹ, hạnh phúc không tự đến với chúng ta, hạnh phúc không từ trên trời rơi xuống, nhưng hạnh phúc chỉ có thể đến khi chúng ta có những nỗ lực xứng đáng. Tôi nói là những nỗ lực xứng đáng, tôi không nói những nỗ lực vô ích. Tôi nói những nỗ lực xứng đáng. Những nỗ lực xứng đáng đương nhiên là những nỗ lực để làm theo lời của Đức Chúa Trời, và đó là những nỗ lực xứng đáng. Amen không? Amen. Nghe tôi nói nè, tình huống xấu nhất đó là khi các chị em đã có những nỗ lực xứng đáng hết ngày này qua ngày nọ, thậm chí hết năm này qua năm nọ, nhưng cuối cùng ông chồng mình vẫn không thay đổi, vẫn tệ và thậm chí tệ hơn nữa. Thì tôi nói với các chị em rằng đừng vì suy nghĩ đến tình huống xấu nhất đó mà không có những nỗ lực xứng đáng. Đừng vì suy nghĩ đến tình huống xấu nhất đó mà không làm theo lời Chúa, mà không bày tỏ sự kính sợ Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Chúa Trời rất là công bằng. Dù cho đến cuối cùng ông chồng nó vẫn không thay đổi, thậm chí là ổng từ bỏ cuộc hôn nhân, ổng ruồng rẫy, ổng bỏ mình, ổng đi theo người khác, rồi vân vân. Thì tôi nói với các chị em là Đức Chúa Trời công bằng sẽ tưởng thưởng cho các chị em. Amen không? Ông chồng đó một lúc nào đó sẽ thấy cảnh, sẽ bị trừng trị, nhưng các chị em sẽ không mất cái gì đâu. Để Chúa Trời sẽ ghi nhận hết. Ngài có một quyển sổ để ghi công cho các chị em. Amen. Ngài sẽ ghi, Ngài sẽ đi. Dù cho người kia quá tệ bạc, đến cuối cùng đối xử quá tệ bạc, ruồng bỏ các chị em, hoặc là cuộc hôn nhân đó các chị em không mong muốn, nhưng vì người chồng kia mà tan vỡ, thì tôi nói với các chị em là Đức Chúa Trời là Đấng sẽ ban phước cho các chị em. Amen. Đó là tình huống xấu nhất, vẫn được phước. Vậy thì chúng ta có nên làm theo lời Đức Chúa Trời không? Vậy thì chúng ta có nên kính sợ Chúa không? Amen. Hãy sống một đời sống trong sạch và tinh kính ngay trong gia đình của mình. Và tôi nói với các chị em rằng không phải ai cũng phải đối diện với cái tình huống xấu nhất đó đâu. Tôi nghĩ rằng đó là hiếm. Tôi tin chắc, tôi cam đoan rằng đa số những chị em nào mà bằng lòng vâng theo lời Đức Chúa Trời, áp dụng lời Đức Chúa Trời thông qua những sứ điệp như thế này vào trong hôn nhân gia đình của mình, thì tôi nói đa số các trường hợp của các gia đình đó sẽ kinh nghiệm một sự cải thiện, càng ngày càng cải thiện, càng ngày càng tiến triển một cách tốt đẹp, và cuối cùng chắc chắn gia đình đó sẽ có một hôn nhân hạnh phúc và đầy ắp tiến trường. Amen không? Hallelujah.
chúc cho các chị em phụ nữ của chúng ta sẽ có một gia đình thật sự hạnh phúc, thật sự viên mãn. Và đến một lúc nào đó, các chị em sẽ bước lên đây làm chứng và nói rằng cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Lời của Ngài đã giúp tôi thay đổi chính mình, và lời của Ngài đã khiến tôi trở nên một công cụ tốt đẹp để thay đổi người chồng rất tệ bạc của tôi, để giờ đây chúng tôi có một hôn nhân thật tuyệt vời và cuộc đời chúng tôi làm vinh hiển danh Chúa. Hôn nhân của chúng tôi truyền cảm hứng cho các cuộc hôn nhân khác, và đó là điều tuyệt vời ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta cùng nhau đứng lên và cùng